thái độ thân thiện với nhân viên khách sạn, lối cư xử lịch sự luôn mang lại nhiều lợi ích. Việc xếp buồng phòng cho khách thường do bộ phận lễ tân thực hiện. Thái độ thân thiện của sẽ khiến cho họ nhớ mãi và rất có thể trong lần nghỉ tới các nhân viên này sẵn sàng ưu tiên cho bạn ở một phòng tốt hơn. Đừng quên hỏi thêm các dịch vụ phụ kèm khác, phần lớn các khách sạn đều sẵn lòng cung cấp cho khách một số trang bị khác như đầu đọc DVD, lò vi sóng, mà không tính phí phát sinh nếu các thiết bị này sẵn có trong khách sạn. Trở thành khách hàng thường xuyên, khách hàng trung thành luôn được trân trọng, do đó bạn nên sử dụng dịch vụ của một chuỗi khách sạn nào đó. Luôn luôn có những ưu ái dành cho khách hàng thân thiết như quà tặng, ưu đãi đặc biệt, được sử dụng các khu vực ưu tiên và các đặc quyền khác như miễn phí ăn sáng hoặc làm thủ tục nhận phòng nhanh. Cẩn thận với đồ buồng phòng, một số khách sạn có thể không giặt hoặc không thay khăn trải giường sau khi khách trước rời đi. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái, nên bỏ khăn này riêng ra một góc, rửa sạch tay và yêu cầu một chiếc mới. Rửa tay ngay sau khi dùng điều khiển TV trong phòng khách sạn, những thứ kinh khủng nhất luôn nằm trên bàn đầu giường. Năm 2012, các nhà nghiên cứu của Đại học Guelph tại Ontario đã thu thập mẫu vật tại 54 khách sạn tại Canada và kết quả cho thấy điều khiển TV là nơi chứa nhiều vi khuẩn hơn cả bề mặt các nhà vệ sinh công cộng. Khi cần làm rõ việc gì nên hỏi nhân viên trực lễ tân. Nhân viên bộ phận trực lễ tân là những người biết mọi thứ, họ là tai mắt và là nguồn cung cấp thông tin rất phong phú. Nên báo trước cho khách sạn khi có yêu cầu đặc biệt, đừng đợi tới khi làm thủ tục nhận phòng mới hỏi. Nếu bạn có những yêu cầu đặc biệt, ví dụ như phòng không có tác nhân gây dị ứng, hãy gọi trao đổi trước cho khách sạn. Sớm được lúc nào tốt lúc đó, ngay cả nếu chiều bạn nhận phòng thì có thể gọi cho khách sạn vào buổi sáng để họ có thời gian chuẩn bị và làm hài lòng khách tối đa. Cẩn thận với hệ thống đặt phòng online. Một lời khuyên khác để có những ngày nghỉ như ý tại khách sạn là nên cẩn thận với các chuyên trang đặt phòng khách sạn. Đôi khi bạn kiếm được phòng với giá rất tốt nhưng ngược lại rất có thể bạn nhận phải phòng xấu ở tầng thấp và không có cửa sổ. Khám phá các ưu đãi tốt nhất vào giờ chót. Một trong những mẹo khác khi đi du lịch là tìm các ưu đãi tốt vào giờ chót, đôi khi mẹo này rất hiệu quả. Bạn có thể gọi điện trực tiếp tới bộ phận đặt phòng, nếu khách sạn chưa kín chỗ, họ có thể đồng ý dành cho bạn giá tốt hơn. Như vậy còn gì bằng tiền boa, bạn hãy tỏ ra hào phóng một chút, tiền boa thể hiện sự ghi nhận của bạn dành cho nhân viên và chắc chắn lần tới nếu có lưu lại cùng khách sạn, bạn sẽ được hưởng một dịch vụ tốt hơn. Tùy theo vị trí làm việc của nhân viên, tiền boa sẽ khác nhau, với nhân viên khuân hành lý, nhân viên buồng phòng hay lái xe mức boa thấp hơn. Nếu bạn có yêu cầu đặc biệt với nhân viên khu vực trực lễ tân, bạn có thể chi thêm một chút. Đừng bỏ lỡ các gói ưu đãi, mỗi khách sạn có các gói ưu đãi khác nhau. Một vài nơi áp dụng việc giảm giá hoặc ưu đãi cho những khách để lại đánh giá tích cực trên hệ thống TripAdvisor vi số A hay cho điểm cao vào các tờ khảo sát mức độ hài lòng. Ngoài ra, bạn cũng có thể đăng ký vào danh sách các khách hàng sẽ sử dụng tiếp dịch vụ, đổi lại bạn có thể nhận được các gói ưu đãi hoặc các khuyến mại đặc biệt. Hãy cẩn thận với hệ thống xếp hạng khách sạn. Giá trị của các ngôi sao xếp hạng khách sạn ở mỗi nước là hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như ở Ý, một khách sạn có thể được xếp hạng 5 sao với điều kiện rất đơn giản là khách có thể nhận phòng 24h/24h, các phòng ngủ rộng tối thiểu là 16m² và nhân viên lễ tân nói được 2 ngôn ngữ. Khách sạn được xếp 1 sao nếu thay trải giường 1 tuần 1 lần. Đừng bao giờ lấy áo choàng tắm của khách sạn nếu bạn có ý định mang áo choàng hoặc khăn tắm của khách sạn về dùng thì hãy từ bỏ ngay ý định đó, vì đôi khi khách sạn có gắn chip điện tử ở các đồ dùng.